tiêu chuẩn đấy. Chúng ta như là quý vị đi mua một chiếc xe ô tô ấy, đi mua một chiếc xe ô tô thì nó có bản thiếu và bản đủ. Như bộ ghế này thì em gọi là, có thể gọi đây là một bản đủ đây, bản cao cấp, bản premium đấy. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 14 tháng 7 năm 2020. Chiếc màn này nhỏ của vị đây thì hôm nay chúng tôi lại vừa lên mọc xong một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoa. Đây là một sản phẩm hàng VIP quý vị nha, có thông số kích thước cũng như là độ dày dặn là khác hoàn toàn với những cái sản phẩm chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị lần trước. Hiện tại thì chúng tôi đang bán bộ sản phẩm này với mức giá là 2.000 đô quý vị nhé, và 2.000 đô. Và để biết chúng ta bỏ ra 2.000 đô sẽ được những gì thì ngay sau đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết hơn, giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị về bộ bàn ghế này. Bộ này là bao gồm có 6 món, kích thước là tay 12 và chất liệu gỗ là gỗ hương đá quý vị nhé, chất liệu gỗ hương đá. Đây ngay trước mắt quý vị, đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Mẫu ghế rất mới. Rồi ngay sau đây thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người. Trước mắt quý vị đây là hình ảnh chiếc ghế nhỏ. Chiếc ghế nhỏ này được kích thước là bề ngang là 97 và sâu là 60. Còn bộ phần dáng ghế đây, quý vị thấy phần dáng ghế rất là đẹp. Dáng ghế thiết kế kiểu mới này, phần chân chúng tôi là chân chém váp này. Đấy. Đi vào chi tiết hơn đây quý vị đây. Thì những cái sản phẩm thông thường quý vị nhá, những cái sản phẩm thông thường của chúng tôi là cái phần tay này là chúng tôi sẽ chém và cũng như là nối ở cái đầu ốc này, nối ở cái đầu ốc này. Tuy nhiên bộ sản phẩm này của chúng tôi ấy, thì là chúng tôi làm liền khối hết quý vị này, một cục gỗ dày như này, một cục gỗ dày như này, và chúng tôi vanh bỏ đi hết và để lại một cái tay như này là sẽ rất là tốn gỗ nhé quý vị nhá, nhưng giá thành sẽ cao hơn, tuy nhiên thì sẽ rất là giá trị. Các bác có điều kiện mà chơi đồ gỗ thì sẽ rất là giá trị. Toàn bộ phần tay ốc này là liền hết, còn những sản phẩm thông thường của tôi là sẽ nối ở chỗ này, sẽ nối ở chỗ này. Kể cả quý vị để ý kỹ hơn như là những cái phần cục trống này, cái bộ sản phẩm tay 12 thông thường của tôi ấy, chỉ là làm dày có 5 phân thôi, 4 phân thôi. Tuy nhiên bộ này chúng tôi là làm dày 5 phân hết như là tay 14 luôn, như tay 14 luôn quý vị nhé, rất là dày. Nguyên cái phần để tay này quý vị đã thấy là cái độ dày của gỗ rồi. Đấy, còn riêng phần cột này là phần cột liền quý vị nhá, cột liền này, cột liền này. Những cái sản phẩm mà hàng thông thường là cột sẽ chắp ở đây. Riêng bộ này là khách hàng thưởng tôi là cột liền, cột liền rất là giá trị. Phần trương này cũng vậy, đây phần trương này là trương liền hết quý vị nhá, trương liền hết. Còn bộ phần vách này được đục chạm này cực kỳ là sắc nét luôn, cực kỳ là sắc nét và ván dày 2 phân, ván dày 2 phân. Ngay cả những cái chi tiết như cái đầu trống ở đây quý vị này, bình thường là dày có 1,5 phân thôi, nhưng đây chúng tôi làm dày 3 phân. Làm dày 3 phân quý vị nhá. Đó, về cái tôi đã giới thiệu qua về phần cái chi tiết thông số của từng chi tiết quý vị thấy và những bộ ghế này nó hơn những cái bộ thông thường như thế nào. Và phần khuôn tranh là dày 4 phân quý vị nhá. Những hàng thông thường là dày có 2,5 phân thôi. Còn bộ này tôi là dày 4 phân. Ván của bộ thông thường dày có 1 phân thôi, còn bộ này là dày 2 phân hết. Khuôn tranh cũng vậy, khuôn tranh là 3,5 phân. Đó, còn riêng phần chân này là chân cũng làm theo kiểu của mẫu mới này. Đó, chúng tôi vanh vát đi. Đó, rất là đẹp cũng như là giá trị. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc ghế nhỏ nhá. Chiếc ghế bên trong thì cũng vậy, thì tôi chỉ giới thiệu một chiếc ghế thôi. Ngoài ra thì ở đây có một chiếc đôn kẹp có kích thước là 55 và bề ngang là 48 và cũng có ngăn kéo. Anh đặt hai chiếc đôn là đều có ngăn kéo hết. Trong này là một chiếc đôn nối đầu bàn này. Cái phần bàn này có kích thước là bề ngang là 75 và chiều dài là 1,5 m quý vị nhá. Bề ngang 75, chiều dài 1,5 m và ván mặt bàn là một tấm liền dày 2 phân, vân gỗ rất là đẹp. Tuy nhiên bộ sản phẩm hiện tại chúng tôi là đang để mọc nên là cái phần vân gỗ này chưa nổi lên. Còn sau khi chúng tôi sơn hoàn thiện cũng như đánh bóng thì vân gỗ sẽ rất là đẹp quý vị nha. Như phần mọc mà là vân đã như vậy rồi, mọc vân đã vậy rồi thì
khi hoàn thiện lên thì nó rất là đẳng cấp. Đây là bên này là chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này kích thước là dài là khuôn tranh là 2m4 và sâu là sâu 60. Rồi tôi quay tổng giá cho quý vị xem này, tổng giá các bác mở đã từng xem những bộ tần thủy hoàng trước em đã giới thiệu rồi thì hôm nay xem bộ này thì sẽ thấy nó khác rất là nhiều so với những bộ em đã từng giới thiệu về mẫu mã, kiểu dáng cũng như là độ dày dặn của gỗ được chọn lọc cực kỳ là kỹ lưỡng luôn. Hàng thửa quý vị nhá, hàng thửa, hàng này là hàng tiêu chuẩn đấy. Cũng như là quý vị đi mua một chiếc xe ô tô ấy, đi mua một chiếc xe ô tô thì nó có bản thiếu và bản đủ. Thì bộ ghế này thì em gọi là, có thể gọi đây là một bản đủ đây, bản cao cấp, bản là premium đấy. Đó. Đây tổng thể tổng giá quý vị đây. Và những sản phẩm này thì quý vị nào đang yêu mến thì có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp với nhà em qua số điện thoại trên màn hình kia, 0987 510 806. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và ngay hiện tại là buổi sáng, là trời nó đang bắt đầu nắng rồi. Thì em xin kết thúc cái video clip ở đây, để đưa bộ sản phẩm này chúng tôi là chuẩn bị vào hoàn thiện cái phần giấy ráp, cũng như là hoàn thiện phần giấy ráp cho khách hàng. Để đây là nắng này là gỗ, khi gỗ nó còn nguyên mọc này quý vị này, nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng thì nó sẽ không tốt. Ok, xin chào mọi người nhé. Nếu mọi người quan tâm thì đừng quên like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ nhé em. Tiếp tục ra thêm những nhiều sản phẩm mới để phục vụ quý khách hàng. Ok, xin chào mọi người.